Xin chào mọi người đã quay lại kênh Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay gia đình mình đi chợ Việt Nam mua đồ ăn nhé. Mọi người đi theo dõi mình nhé. Khi nào tới chợ mình sẽ quay tiếp nha. Giờ đi theo mình thôi nha. Chợ nhé, mua đồ ăn. Đây là chợ Việt Nam. Chợ Việt Nam này là thường là mình hay qua qua đây mua lắm, tại vì nó có rất là nhiều thứ, mình cần thứ gì là trong này là có hết. Vô trong đó mình quay tiếp nha. Còn mình muốn lấy nước ngọt. Get down with one. You want that one? Hello. 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 Chỗ này tôm, tôm tươi. Bên này là cá. Oh, shrimp. You want shrimp? Yeah. Shrimp. Later. Đây cá. Fish. Fish. Yeah, I think fish. Go, go, go. Go, go, go. Now go. Chả lụa. Lấy cái này nhé. Bên này toàn là rau tươi không. Với hai bỏ đi. Còn rau cà chua, cà chua, nấm này, nấm cái này, nấm mèo tươi này. Bên này là
Đây là bát cưới. Mình lấy một cái nha. Giá kim giá chua rồi nè. Bỏ cái này. À, hết giá rồi. Đi kiếm gia vị nhá. Mấy cái này một thứ. Cái này nữa nha, gạch tôm này. Đây, hai cái này nha. Lấy tôm khô nha. Đâu rồi ta? Tôm khô đâu rồi? Đây cái nồi nè. Nồi bự lắm nè. To cho bá luôn nè. Chỗ này người ta để cá. Cá trong tủ lạnh. Con đó từ đó rồi mẹ. À bạn. Lấy chim cút nha. Thêm gia vị này nhé, gia vị bún riêu này. Đây là thịt gà này, chân bò.
xương heo mình đã lấy rồi, mình giờ mình lấy hai trái quýt nha. Bằm nữa nha. Bằm. Để thêm sườn này. Sườn nhỏ. Chắc đủ rồi. Chắc phải xếp hàng mới tính được. Hôm nay là chủ nhật đông người lắm. Cả đám người xếp hàng tính tiền. Kim bánh cho con mình nhé. Bánh gì ở đây? Lấy loại này đi ha. Tại vì mấy người con nít đó, thích ăn mấy loại mấy cái bánh nó giống như thế này. Lấy cái này. Xong rồi có bánh nào để cho con nít ăn luôn. Lấy cái này. Mày với mẹ bệnh đấy. Hả? Bệnh này mẹ á? Ở nhà con mình hay đòi ăn cái bánh ấy, kiếm không có luôn, đi chợ lấy lại. Chỗ này là bánh người ta mới làm xong. Chỗ này là bánh bột lọc. Chỗ này là bánh cuốn. Bánh này là ăn tạm, tại vì đói lắm rồi. Tính tiền xong rồi. Mama. Mama. 18 đồng lắm mama. Quê à? Bye.
xe nó bên này nè. Này để trước tí nữa ăn. Video hôm nay mình quay tới đây thôi nè. Nếu mọi người yêu thích video vợ chồng mình, xin cho mình một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Giờ mình chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người video tiếp theo. Bye mọi người.